Rồi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Lại là mình Thu Anh, Tarot Reader tại Magic Shop, cửa tiệm chữa lành tâm hồn. Và mình ở đây để cùng bạn trò chuyện về tâm linh, vũ trụ, bản đồ sao và tâm lý học. Và như các bạn, nhiều bạn đã biết thì kênh của mình ngoài những cái trải bài Tarot ra thì có một series, đó là series Radio Chiêm Tinh. Và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục series này. Tiếp tục cái radio này bằng một series mới, đó là Mặt Trăng qua các cung hoàng đạo. Và các bạn đừng quên là có thể đặt lịch xem trải bài riêng với mình qua fanpage Tự học Tarot cùng Thu Anh, và lịch xem lá số chiêm tinh qua fanpage Chiêm Tinh Cổ Học, hoặc là đặt mua đá thạch anh, vật phẩm phong thủy qua fanpage Tiệm Phong Thủy của Thu Anh. Tất tần tật link mình để phía dưới phần mô tả. Và hôm nay thì chúng mình sẽ đến với tập đầu tiên trong series về Mặt Trăng qua 12 cung hoàng đạo, đó là Mặt Trăng ở cung hoàng đạo đầu tiên, cung hoàng đạo Bạch Dương. Rồi thì cái radio này sẽ cho các bạn biết tính cách của các bạn có mặt trăng ở cung Bạch Dương nó sẽ như thế nào. Rồi trước hết thì chúng mình cùng tìm hiểu một chút về mặt trăng nhé. Mặt trăng đại diện cho tâm trí, cho mẹ, năng lượng của người mẹ, cho sự thoải mái của cuộc sống. Thế nên là mặt trăng ở cung hoàng đạo Kim Ngưu chính là vị trí thuận lợi, chính là vị trí thịnh vượng của mặt trăng. Bởi vì mặt trăng là tâm trí mà Kim Ngưu là một cung hoàng đạo có thể nói là ổn định nhất trong 12 cung hoàng đạo. Mặt trăng thích sự ổn định, tâm trí thích ổn định, có ai thích tâm trí hôm nay vui, ngày mai buồn, ngày kia tức giận đâu. Lúc nào cũng trong trạng thái ổn định, cân bằng là thích nhất. Đó, và nói đến thịnh vượng thì cũng phải là suy thoái, thì mặt trăng sẽ suy thoái ở cung hoàng đạo Thần Nông, bởi vì bản chất Thần Nông đã là một cái hành tinh, không phải hành tinh, đã là cung hoàng đạo thể hiện cái năng lượng lên xuống thất thường. Mặt trăng cũng là một hành tinh thất thường nha các bạn, bởi vì đặc điểm của mặt trăng đó là chúng ta có trăng khuyết, trăng tròn, nói chung trăng luôn thay đổi. Và một cái hiện tượng nữa liên quan đến mặt trăng đó là thủy triều lên xuống cũng thay đổi. Thế nên bạn nào mà trội mặt trăng trong lá số, về cơ bản tính cách thất thường, tâm trí thất thường, và cái sự thất thường này á khổ chính bạn đó và khổ cả những người xung quanh. Thế nên nếu mà có một cái tâm trí ổn định, bền vững, vững vàng, ít bị thay đổi ảnh hưởng bởi yếu tố bên ngoài, thì đó là điều mà ai cũng mong muốn có được. Mặt trăng còn đại diện cho cái khao khát, ham muốn của mỗi người. Ví dụ là khao khát tình yêu, khao khát tiền bạc, danh vọng, địa vị. Thì khi mà chúng mình đánh giá mặt trăng trong lá số, chúng mình phải xem là tại cái thời điểm mà người đó sinh ra thì mặt trăng đang cái tình trạng mặt trăng như thế nào. Bởi vì cùng trong một nhà hay cùng trong một cung hoàng đạo, mặt trăng đang tròn dần hoặc đang khuyết dần, hoặc mặt trăng tàn hoặc là trăng tròn cũng sẽ mang đến kết quả khác nhau. Thường thì trăng tròn dần và trăng tròn sẽ đem đến kết quả tốt hơn là những bạn sinh vào giai đoạn trăng khuyết dần hoặc là trăng tàn. Và khi mà bạn sinh ra vào trăng thời điểm trăng tròn tròn dần, và đặc biệt là nếu mà sinh ra vào ngày rằm thì càng tốt, thì nhìn chung là bạn sẽ có những cái khao khát, mong muốn, tham vọng, đó là về tiền bạc, địa vị, công danh. Và bạn nói chung luôn khao khát những thứ như thế, nhưng mà có thể thực hiện được hay không thì chúng mình phải xem các hành tinh khác có hỗ trợ cho bạn thực hiện hay không. Còn nếu mà bạn sinh ra vào giai đoạn trăng khuyết dần, tức là từ ngày 15 rằm cho đến ngày mùng 1 năm 11 tháng sau á, hoặc là sinh vào đúng cái ngày như kiểu 29 30 thời điểm trăng tàn mà bạn nhìn trên trời không có ánh trăng ấy, thì nhìn chung là tâm trí sẽ nghĩ về những điều tiêu cực nhiều hơn. Sẽ dễ gặp các vấn đề tâm lý nhiều hơn. Đấy. Tuy nhiên nếu mà bạn sinh ra vào thời điểm trăng khuyết dần, nhưng mà thay vì là đúng ngày 15 rằm thì bạn sinh ra vào ngày 17 18, tức là hoặc là 17 18 19 20. Tức là tại cái thời điểm đấy trăng vẫn đang sáng ấy. Nó ở trên giai đoạn khuyết dần nhưng mà vẫn sáng nhìn trên bầu trời, nó chỉ khuyết một chút thôi thì nhìn chung là vẫn tốt nhá. Rồi thế thì bây giờ chúng mình sẽ đến với mặt trăng ở cung hoàng đạo Bạch Dương. Rồi thì nhìn chung ấy là cung hoàng đạo Bạch Dương và kết hợp với năng lượng của mặt trăng tâm trí rồi suy nghĩ, thì các bạn có mặt trăng Bạch Dương là những người khá là nhanh trí.
Nhưng mà cách tiếp cận vấn đề của các bạn có phần bộp chộp bốc đồng, và đôi khi là các bạn ra quyết định quá nhanh hoặc đánh giá một cái gì đấy quá nhanh. Bản thân cũng không thích bị sai bảo và khá là độc đoán, muốn mọi thứ phải theo ý mình, muốn người khác, ví dụ làm việc nhóm, muốn tất cả những người xung quanh phải làm việc theo cái nhịp độ của bạn á. Và nếu mà không theo được đúng nhịp độ của bạn thì bạn sẽ có thể nổi giận xì chết với mọi người. Bản thân bạn cũng thích những cái thứ liên quan đến Bạch Dương, tức là vận động thể thao. Và nếu không vận động thì cũng luôn hứng thú với không phải hứng thú mà là kiểu người thiên về hành động, hoặc là kiểu người khá là cạnh tranh. Đấy. Và không thích, cái nghĩa là khi mà bạn có kế hoạch gì đấy, bạn không thích nghĩ quá nhiều, lên kế hoạch quá nhiều, quá chi tiết, mà bạn muốn bắt tay vào làm ngay và luôn. Thì nhìn chung là Bạch Dương là cái cung hoàng đạo mang năng lượng như thế, và tâm trí của các bạn ở Bạch Dương, tức là trong tâm của các bạn, lúc nào bạn cũng trong cái trạng thái hành động, lúc nào cũng trong trạng thái tiến về phía trước. Và người ta hẳn hay nói là mặt trăng là cái cách mà bạn phản ứng ngay lập tức khi chuyện xảy ra, thì Bạch Dương là nhóm lửa, nhóm hỏa, thế nên là khi mà việc xảy ra thì các bạn mặt trăng Bạch Dương sẽ có xu hướng hành động ngay và luôn. Đấy, thì cái việc hành động này nó sẽ rất là phù hợp trong những cái tình huống hiểm nghèo, cần sự hành động ngay và luôn, cần phản ứng nhanh. Nhưng mà trong cuộc sống hàng ngày thì đôi khi hành động ngay và luôn sẽ dẫn đến cái gì? Dẫn đến, như mình đã nói, đấy là sự bốc đồng. Và ví dụ trong giao tiếp xã hội thì đôi khi bốc đồng có thể dẫn đến tranh cãi, xung đột, thậm chí là bạo lực không đáng có, không cần thiết. Rồi, thì ngoài ra mặt trăng còn là khao khát, mong muốn. Thế nên là những bạn mà có mặt trăng Bạch Dương á, Bạch Dương dù sao cũng là cung hoàng đạo, tương năng lượng của Bạch Dương tương ứng với nhà một. Nhà một là nhà của cơ thể. Thế nên là nhà của cơ thể, nhà của cái tôi, thế nên là các bạn mặt trăng Bạch Dương có một cái khao khát được chú ý, khao khát được có một cái cơ thể hoàn hảo. Thế nên các bạn này á luôn vận động này, hoặc là tập thể dục thể thao để có một cái cơ thể đẹp, săn chắc. Khao khát được đứng đầu, khao khát được đi đầu, được là người số 1. Và bởi vì lúc nào cũng khao khát là người đứng đầu, được chú ý, là người duy nhất được tỏa sáng, thì thế nên thành ra có thể các bạn không nhận ra, nhưng mà trong mắt người khác các bạn là người khá ích kỷ, vì luôn muốn mọi thứ cho bản thân, luôn làm một cái gì đó, tôi làm cái này bởi vì tôi đặt bản thân lên đầu, cái này sẽ có lợi cho tôi, thay vì tôi nghĩ cho người khác, tôi đặt bản thân tôi lên đầu, tôi sống theo chủ nghĩa cá nhân. Thì những cái người mà họ không biết, không tìm hiểu về chiêm tinh thì sẽ chê là ô cái người này ích kỷ thế, tại sao cứ sống cho bản thân như vậy, phải sống cho người khác nữa chứ. Nhưng mà khi mà các bạn tìm hiểu nhiều về chiêm tinh thì các bạn sẽ hiểu là thật ra tất cả mọi người, cái cách sống của họ đều là cái nghiệp quả mà họ đang phải trả thôi. Những cái bạn mà có nhiều dữ trội Bạch Dương á, hay là có nhiều hành tinh ở nhà một ấy, thì có nghĩa là trong cái kiếp đời này các bạn phải tập trung nhiều vào bản thân các bạn ý. Tại sao vũ trụ lại bắt các bạn ý phải tập trung vào bản thân? Bởi vì có thể là kiếp trước, không chỉ một kiếp trước mà rất nhiều kiếp trước các bạn đã hy sinh quá nhiều cho người khác, đến cái mức mà quên thân, đến cái mức mà để cho bản thân kiệt quệ, kiệt sức chỉ vì hy sinh cho người khác. Thế nên là kiếp này phải ở đây sống để tập trung cho chính bạn ấy, phải xây dựng sự nghiệp, phải có được danh tiếng, phải kiếm tiền cho bạn ý, cho chính bản thân bạn ấy. À, thế nên là khi mà mình tìm hiểu chiêm tinh thì mình sẽ hiểu là à ok, dù một cái người đó sống vật chất hay là sống ích kỷ thì nó chỉ là cái nghiệp mà họ đang phải trả thôi. Thì mình không thể lấy cái tiêu chuẩn của mình để đánh giá bất cứ ai. Tất cả mọi người đều đang ở đây, sinh ra trên thế giới này để trả một cái nghiệp nào đó. Và khi mà bạn tìm hiểu chiêm tinh thì bạn sẽ, có lẽ là bạn sẽ cảm thấy bao dung hơn với mọi người, và thôi không phán xét. Đó, thì đó là về nội dung của mặt trăng cung hoàng đạo Bạch Dương. Thì cái radio này chỉ nói về mặt trăng,
trăng Bạch Dương. Còn dĩ nhiên là mặt trăng ở nhà nào đó nó lại mặt trăng Bạch Dương ở nhà nào đó nó lại đem đến một cái thông điệp khác, hoặc là mặt trăng trùng tụ, mặt trăng tạo góc chiếu với các hành tinh khác thì nó lại đem đến một cái thông điệp khác. Thì cái radio này, nội dung radio này chỉ nói duy nhất một cái vị trí, đó là mặt trăng Bạch Dương sẽ như thế nào thôi. Thì mình xin phép là được dừng radio ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ và đừng quên ủng hộ kênh Tự Học Tarot cùng Thu Anh nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.